84, nhân quả không sai. Chỉ là nhìn chưa tới vào thời nhà Thanh, ông nội của Văn Giản Công Vương ở vùng Lưỡng Hồ là một người giàu có nổi tiếng trong vùng. Mộ ông là một người cởi mở nhiệt tình, ham làm việc nghĩa hành thiện giúp người. Sau khi kết hôn, vợ ông sinh liền cho ông 9 người con trai. Tuy nhiên 9 người con trai tố chất ngu dốt đần độn, khó dạy dỗ chỉ bảo. Khi thấy con có những biểu hiện khó giáo dưỡng, khó có thể thành tài ước vọng, cá chép hóa rồng mà ông kỳ vọng cũng theo đó mà tan biến. Ông chỉ còn biết thở dài lắc đầu bất lực. Vào thời Càn Long, một năm nọ trời liên tục mưa bão, khắp nơi trong vùng mất mùa liên miên, nạn đói hoành hành. Dân chúng đói khát cùng cực, nhất là người già, trẻ nhỏ và những người thể lực yếu càng không chịu nổi. Khắp nơi dân chúng kêu khóc lầm than. Không cam tâm chứng kiến cảnh dân chúng khổ cực lầm than, mỗ ông mang hết tài sản vốn có trong nhà đổi thành lương thực đi cứu giúp người dân qua cơn hoạn nạn. Người dân ai ai cũng cảm tạ ân đức của ông và họ đều coi ông là đại ân nhân, là Phật sống. Tuy nhiên không lâu sau đó gia đình ông lại gặp phải đại họa. Khởi nguồn của đại họa đó là con trai lớn của ông bỗng nhiên mắc một loại dịch bệnh và qua đời. Trong vòng chưa đầy một năm tiếp theo, đại họa lại tiếp tục ập xuống. 8 người con còn lại của ông cũng đều vì dịch bệnh mà chết yểu khi còn quá nhỏ. Tai họa liên tiếp ập đến làm ông cảm thấy đời mình toàn bất hạnh không một chút may mắn. Hai vợ chồng mỗ ông đau buồn uất ức gần như sắp phát điên. Vợ ông thì càng tệ hại hơn, lúc nào cũng ở trong phòng khóc lóc tưởng nhớ đòi chết theo con cái. Nhìn thấy đại họa của gia đình mỗ ông, mọi người chỉ biết thở dài và chia sẻ ngầm với nhau tại sao người tốt lại không được phúc báo. Mỗ ông là một người rất tín ngưỡng tin vào thần Phật, nhà lại có thờ tượng Quan Âm Bồ Tát. Khi gia cảnh liên tục bị đại họa ập đến, trong lòng vô cùng bất bình, sinh tâm oán thán. Ông liền viết một bức thư tha thiết bày tỏ những đau khổ dày vò bất bình trong tâm mình và đốt hóa trước nơi phụng thờ Bồ Tát. Đêm hôm đó, quả nhiên mỗ ông thấy Bồ Tát xuất hiện trong giấc mơ và khai thị cho ông. Bồ Tát nói với ông, hai vợ chồng ngươi đừng quá bi thương đau buồn như thế nữa. Nhân quả là quy luật tự nhiên, các ngươi chỉ biết một mà không biết hai, không hiểu được mối liên quan giữa nhân và quả. 9 đứa con mà ngươi sinh ra trước đây kỳ thực là 9 con quỷ, tất cả chúng đều là dạng phá gia chi tử. Tổ tiên nhà ngươi trước đây đã tạo nghiệp báo ẩn giấu lưu lại, đến đời vợ chồng ngươi phải gánh chịu cộng nghiệp. Nhưng chính vì vợ chồng ngươi hành thiện cứu người giúp dân vượt qua nạn đói, tích được nhiều âm đức nên nghiệp lực kia được tiêu trừ, và 9 con quỷ gây họa cho gia đình ngươi kia bị bắt về để tránh cho gia đình ngươi có tai họa lớn sau này. Nếu sau này ngươi vẫn hành thiện cứu người gieo quả thiện đức, thì 20 năm sau sao văn khúc sẽ giáng hạ xuống và đầu thai làm con nhà ngươi. Sẽ có văn nhân tài ba hạ phàm đầu thai làm hương thịnh gia phong cho đời sau của nhà ngươi. Khi tỉnh dậy, mỗ ông liền kể lại cho vợ nghe về giấc mơ kỳ lạ của mình. Không ngờ vợ ông cũng lại mơ cùng một giấc mơ giống hệt như thế. Từ đó về sau hai vợ chồng luôn hành thiện tích đức, cũng luôn tự nhắc nhở động viên nhau không được buông lơi bề trễ. Sau đó đúng như đã được điểm hóa, quả nhiên vợ ông lại mang thai. Sau này liên tiếp sinh được 5 người con trai. Cả 5 người con trai ông đều có tài năng thông minh thiên bẩm, tài giỏi độ lượng lại vô cùng hiếu thuận với cha mẹ. Khi lớn lên, các con của mỗ ông đều trở thành những bậc trụ cột của nước nhà, văn võ song toàn, nổi tiếng trong giới nho học. Cháu chắt đời sau của ông cũng không thua kém, người đỗ trạng nguyên, người làm tới thượng thư. Câu chuyện trên đây lại một lần nữa khẳng định rằng, trên đầu ba thước có thần linh. Nhưng ai hẹp hòi, đố kỵ cũng là tạo nghiệp và chắc chắn sẽ không được phúc báo. Còn ngược lại, hành thiện tích đức chắc chắn sẽ được phù trợ mà viên mãn, cho dù chỉ là những suy nghĩ, cử chỉ và hành vi nhỏ nhặt chứ không cần mất nhiều tiền bạc. Ha ha ha, 问什么的说